Đây chính là những cái quả thanh mai của Đài Loan các bạn nhé. Đấy, quả khi chín nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tươi rất đẹp mắt như này. Đấy, cái giống thanh mai của Đài Loan thì nó sẽ có cái vị chua dịu hơn so với những cái giống thanh mai trong nước hiện nay. Để mình ăn thử một vài quả cho bạn xem nhé. Đấy, khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt hòa quyện với cái vị chua dịu, tạo lên một cái hương vị rất là đặc biệt. Mùi dày, mọng nước và hạt bên trong rất là nhỏ các bạn nhé. Đấy, ăn rất là thơm ngon. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Bên cạnh mình đây là những cây thanh mai trưởng thành mà bên mình nhập khẩu trực tiếp từ bên Đài Loan về. Cây hiện tại nó cao khoảng tầm 2 mét và đang cho hoa được quả rất là sai. Hiện tại đang là giữa tháng 6, cũng là cái thời điểm mà quả thanh mai nó bắt đầu chín rồi nhé. Khi chín thì nó sẽ chuyển sang cái màu đỏ tươi rất là đẹp mắt. Đấy, cái giống thanh mai của Đài Loan này thì khi ăn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh hòa quyện với cái vị chua dịu, tạo lên một cái hương vị rất đặc biệt các bạn nhé. Đây, quả lúc nó gần chín nó sẽ ngả sang màu hơi vàng vàng như này một chút. Đấy, khi nó chín hẳn nó sẽ chuyển sang màu đỏ tươi các bạn nhé. Đấy, một quả trung bình thì nó đạt tới cái đường kính nó dao động khoảng tầm 2,5 đến 3 phân các bạn nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm thì những cây thanh mai trưởng thành nó có thể cho thu hoạch vài nghìn trái một vụ các bạn nhé. Đấy, cái giống thanh mai của Đài Loan này cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cùi dày, mọng nước và cái phần hạt bên trong rất là nhỏ các bạn nhé. Đây các bạn nhé, cái phần hạt bên trong rất là nhỏ. Đấy, nó chỉ bằng cái hạt ngô thôi. Trong cái quả thanh mai này thì nó chứa rất nhiều cái hàm lượng vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và rất nhiều công dụng khác nữa. Cây hiện tại mình đang giới thiệu với bạn thì cũng đang đậu quả rất là sai các bạn nhé. Nó cao khoảng tầm 2 mét và tán rộng khoảng tầm 1 mét rưỡi. Đây, cành nhánh sum suê. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 4 phân các bạn nhé. Tất cả những cây đều đang sinh trưởng phát triển tốt, bầu rễ phát triển rất là ổn định khỏe mạnh, nên là các bạn cứ yên tâm trồng và chăm sóc các bạn nhé. Cây này hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 4 triệu một cây các bạn nhé, giao hàng toàn quốc. Đấy, cây nào cũng đang cho quả rất là sai. Còn loại này thì cây nó nhỏ hơn một chút, đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 2 phân, cao khoảng tầm 1m7, 1m8 các bạn nhé, tán nó rộng khoảng tầm 3-40 phân. Đấy, thì loại này cũng đang bắt đầu có quả rất là nhiều, thì bên mình đang bán với giá là 1,5 triệu một cây, giao hàng toàn quốc. Các bạn nhận cây trước kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Nếu mà các bạn để cây nó phát triển tự nhiên thì những cây thanh mai trưởng thành nó có thể đạt tới chiều cao dao động khoảng tầm 4 đến 5 mét, tán nó rộng khoảng tầm 3m đến 3m rưỡi nhé. Còn nếu chúng ta trồng trong chậu thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái chiều cao và cái bề rộng tán sao cho nó phù hợp với cái khuôn viên gia đình mình. Cây vẫn sinh trưởng và cho hoa đậu quả rất là sai. Vườn nhà mình thì có rất nhiều kích thước chủng loại cây thanh mai khác nhau nhé, từ cây giống lẫn cây trai như mình đang giới thiệu với bạn đây. Nó cao khoảng tầm 80 phân đến 1 mét. Tất cả những cây thì đều là cây nhắc bạn nhé. Bạn trồng thì khoảng tầm hơn 1 năm thôi là cây bắt đầu có trái. Đấy, nhập khẩu về Việt Nam với cái số lượng rất là nhiều, nên là đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ở những cây choai như thế này thì hiện tại vườn nhà mình đang bán với giá là 400 đồng một cây các bạn nhé. Đấy, cây nào đang sinh trưởng phát triển tốt, đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 1 phân đến 1 phân rưỡi, bầu rễ ổn định khỏe mạnh. Về các bạn trồng thì khoảng tầm hơn 1 năm thôi là bắt đầu có trái rồi. Đó chính là cây thanh mai choai các bạn nhé. Còn đây là cái loại cây giống vẫn nhé, nó cao khoảng tầm 35-40 phân. Cái này thì hiện tại vườn nhà mình đang bán với giá là 150.000 đồng một cây. Đấy, cũng đang sinh trưởng phát triển rất là tốt. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Trúc Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavườnngoclam.com.